Hello mọi người, đưa mọi người đi mua thịt heo nha. Thịt heo ở đầu trường họ làm nhìn hấp dẫn quá cơ. Chào mừng mọi người quay trở lại. Hello, chào mọi người quay trở lại với kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha mọi người ơi. Chào mọi người xem rồi trường này. Xong rồi này có cái gì em? Xong rồi này có cái gì? À, đây là rồi trụ này. Đây là dồi sụn, còn đây là thịt heo. Cái này thì bán như thế nào? Thịt 30.000 một lạng, thịt 20. Cái này bao nhiêu? Thịt 30. 30, ok, lấy cho cô cái miếng này đi. Cái nhà nhìn hấp dẫn không? Cái này là thịt đã được ướp sẵn rồi. Ở bên cạnh đây này có nước chấm này, rồi gói. Đó. Trời ơi, ngay cửa hàng thịt rồi. Cô lấy cả miếng này luôn đi. Rồi trường ở bên dưới là người ta nướng bằng than nha mọi người. Bên dưới là nướng bằng than này. Ở bên trên là người ta làm. Bên trong là sụn. Đây là rồi sụn. Cái tiếng nhặn nó hơi to ấy, mọi người có nghe rõ không? Ngon lắm. Đây là thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ nướng giòn tan luôn. Các cô hay gọi nước chấm nhỉ? Đây cái dồi của mình nhìn thấy hấp dẫn không? Ngon không? Dồi sụn đấy. Rau nhé. Ông nướng ở bên dưới là một cái chum này, đó, cái chum lúc chum được được than này, thấy không? Nóng hổi. Giòn, thì giòn tan. Đây cô đây ạ. Thôi treo vào đây luôn. Đặt lên nó có bị sát không? Đó, nó vàng rồi. Đó. Chỉ có nhà mình chỉ có một cơ sở ở đây thôi, có chỗ nào nữa không? Có. À. Cái này là mình ướp sẵn rồi, xong mình mang ra đây mình đứng lên mình vào. Vâng. Nhưng mà nhà có gần đây không? Ôi trời, nó vàng ươm ngon không? Đã nấu rồi sao chứ? Ướp sẵn rồi mang đến đây là chỉ đứng đây để bán. Thế như lần trước là đứng ở đâu trên kia đúng không? Không, ở trên kia có một cái hàng bán như thế này. Đều là thịt ba chỉ. Đây là cái rồi nó còn sống ấy. Bây giờ họ sẽ mang ra đây họ đặt lên. Đặt lên là rất là chăm. Nhìn thấy hấp dẫn không? Rồi sụn ấy mọi người. Cái này mà nhậu thì thôi, chết bia luôn. Chết bia, chết rượu luôn. Đó, lợn đây. Nó sôi cho nó. Đó. Rồi, xèo xèo luôn. Hai thanh niên. Đây có phải hai anh em ruột không? Phải ạ. Sao nhìn không giống nhau mấy nhỉ? Đây anh này. Đây em này. Em đẹp trai hơn. Đây nha, để cho mọi người quay mất sự giới thiệu cho mọi người này. Đây là đặc sản Tây Bắc này. Ba chỉ nướng lu này. Đúng rồi, đây là cái lu đó. Rồi sụn nướng này. Nhật đặt hàng nhé, có số điện thoại luôn mọi người ơi. 034 56 32 741. Đó. Nếu mà ai ở xung quanh khu vực Kinh Trì là mọi người muốn ăn thì gọi nha. Nhưng mà cái này có ship đi được không? À, có gọi ship luôn đấy mọi người. Rất là tiện nhé. Ba chỉ nướng lu nhá, rồi sụn nướng nhá. Đây là đặc sản của Tây Bắc. Các nhìn
Trời ơi, chị muốn bốc luôn đi. Hèm quá. Nó giòn tan luôn. Thơm ngon. Một buổi chiều thì bán được khoảng bao nhiêu kg? Cái này cháu bán đây. Đây tại vì là mới bán ở đây người ta chưa quen đúng không? Chắc là sau này cô sẽ ủng hộ nhiều nhiều đấy. Cái món này nhà mình thích ăn lắm mọi người ơi. Ôi đây này, có người nghiện luôn món này đây này. Thèm không Lý ơi, ngon lắm. Cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha. Chúc khán giả luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc nha. Nếu mà ai muốn ăn thì cứ gọi cái số điện thoại để người ta ship đến tận nơi nhé cả nhà nhé. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người.